Chúc cô chú anh chị và đại gia đình mình có một ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui và an lành bên gia đình. Bây giờ là hai lối mỏng nè. Trời ơi sao mà nóng vậy? Xin giá bị bờ lòng mơ người cười hai lối mộng hai hướng trong mình thương nhau chưa cho thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lầm nói nhưng yếu còn gì đi nhỏ xin nhẹ đi vào sâu đời thương biết nhiều đau bấy Hãy subscribe.
tiền em ca mấy lang thang trong nắng hạn vàng. Cùng trang cùng lứa chúng tôi cùng đơn vị thương mến nhau chung một tôn. Ra từ Sài Gòn yêu.